Hôm nay, thiền sư giảng bài kinh Chánh Kiến Samadhi nằm trong Mulabanasa Mulabariyaya Wakko Majjhima Nikaya Trung Bộ Kinh. Bài kinh mở đầu như sau. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn trú tại tăng viện Chetavana của ông Anatha Bindika, tức cấp cô độc, thuộc Savatthi. Đại đức Sariputta, tức Xá Lợi Phất, gọi các tỳ khưu: Này các bạn tỳ khưu. Các tỳ khưu trả lời: Dạ, thưa vâng. Và đại đức nói như sau: Chánh kiến, chánh kiến, chánh kiến được nhắc đến như thế, nhưng thế nào là một vị thánh đệ tử có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm hương vị pháp bảo? Các tỳ khưu trả lời: Chúng tôi từ xa đến để học hỏi ý nghĩa của những lời này. Nếu đại đức giảng giải cho chúng tôi rõ thì quý báu biết bao. Được nghe đại đức giảng dạy, các tỳ khưu sẽ nhắc, sẽ khắc ghi lời dạy này. Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Vậy các bạn hãy lắng nghe cho kỹ và tôi sẽ nói. Các tỳ khưu trả lời: Dạ, thưa vâng. Và Ngài Sariputta, tức Xá Lợi Phất, nói như sau. Yatoko avuso ariya savaka akusalancha bachanati. Akusala mulancha bachanati. Kusalancha bachanati. Kusala mulancha bachanati. Eta vata tabiko avuso ariya savako samadhiti hoti. Uchu gatasa diti dhamme avecha pasadena samanagato agato imam saddhammam. Này các bạn tỳ khưu, khi hiểu bất thiện pháp, tức akusala, cùng gốc bất thiện akusala mula, và thiện pháp, tức kusala, cùng gốc thiện lành kusala mula, thì vị thánh đệ tử là người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm hương vị pháp bảo. Thế nào là bất thiện pháp akusala, gốc bất thiện akusala mula? Thế nào là thiện pháp kusala và gốc thiện lành kusala mula? Banati batoko avuso akusalam adena danam akusalam kamesu micacaro akusalam musa vado akusalam bisuna vaca akusalam parusa vaca akusalam sampa palapo akusalam abicca akusalam vyabado akusalam micaditi akusalam idam buca tabuso akusalam kata manca buso akusalam mulam lobo akusalam mulam doso akusalam mulam moho akusalam mulam idam buca tabuso akusalam mulam. Sát hại chúng sinh, lấy của không cho, tức trộm cắp, tình dục, nói dối, nói lời gây chia rẽ, tức nói xấu người khác, nói lời thô lỗ sân hận, nói lời phù phiếm vô ích, đều là bất thiện. Tham ái là bất thiện, sân hận là bất thiện, tà kiến, micha đi thị là bất thiện. Đây là các bất thiện pháp. Tham, sân, si là gốc bất thiện. Đây là gốc, là nguyên nhân phát sinh bất thiện. Thiền sư nói rằng, qua đây chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất chỉ ra tham, sân, si là nguyên nhân khiến con người làm những điều sai lầm bất thiện. Cho nên chúng ta cần hành thiền để thấy tham, sân, si và những ô nhiễm trong tâm. Nhận ra ô nhiễm trong tâm và quan sát thì ô nhiễm bất thiện không còn. Cho nên tâm thiện lành phát sinh, tâm từ phát sinh, tâm bi phát sinh, trí tuệ phát sinh. Và dù chưa loại trừ vĩnh viễn những tâm bất thiện này, nhưng có thể nhận ra ô nhiễm phát sinh, nhận ra tham sân si làm cho ô nhiễm phát sinh, làm cho ô nhiễm phát sinh là thiền sinh có chánh kiến, như Ngài Xá Lợi Phất vừa dạy. Và Ngài Xá Lợi Phất dạy thêm: Không sát hại chúng sinh, không lấy của không cho, không tình dục, không nói dối, không nói lời gây chia rẽ,
không nói lời thô lỗ sân hận, không nói lời phù phiếm vô ích là thiện lành. Không tham ái. Không tham ái, không sân hận, không tà kiến là thiện lành. Đây là các thiện pháp. Và thế nào là gốc thiện? Không tham, không sân, không si là gốc thiện lành. Thiền sư nói rằng, vậy khi có thể phân biệt đâu là thiện và đâu là bất thiện, và cố gắng thực hành chánh niệm, loại trừ những ô nhiễm bất thiện như là tham, sân, tà kiến, là thiền sinh có chánh kiến. Và rồi Ngài Xá Lợi Phất nói thêm, này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu bất thiện pháp cùng gốc bất thiện và thiện pháp cùng gốc thiện lành, vị ấy hoàn toàn loại trừ tham ái ngũ ngầm, hoàn toàn loại trừ sân hận ngũ ngầm, tận diệt tri kiến và ngã mạn, cho rằng tôi là. Khi bứng gốc vô minh và tri kiến giải thoát phát sinh, vị ấy tận diệt mọi đau khổ ngay bây giờ và tại đây. Bằng cách này, vị thánh đệ tử là người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu, chiêm nghiệm pháp bảo. Thiền sư nói rằng, khi hành thiền, thiền sinh cần hiểu biết rằng pháp nào là bất thiện xấu xa và pháp nào là tốt đẹp thiện lành. Cái gì làm pháp bất thiện hay thiện lành sinh khởi và ra sức loại trừ các pháp bất thiện. Nếu cứ kinh hành và ngồi thiền nhưng không làm suy yếu hay loại trừ tham sân si, nếu thiền sinh vẫn giận dữ, thù hận, nói lời thô thiển, vu khống, thì điều này chứng tỏ ô nhiễm trong tâm người này rất mạnh. Do vậy, không thể nói người này có chánh kiến, và đương nhiên là người này vẫn bị ô nhiễm hành hạ, vẫn đau khổ. Vậy thiền sinh cần có chánh kiến biết đâu là thiện, đâu là ác, và ra sức loại trừ những xấu ác trong tâm. Loại trừ xấu ác là người này có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu, chiêm nghiệm pháp bảo. Khi không thấy ô nhiễm, thiền sinh không thể loại trừ ô nhiễm, nên cứ đau khổ, bực bội và luôn bị đau khổ hành hạ. Thiền sư nói rằng, có thiền sinh hành thiền khá lâu, kinh hành, ngồi thiền cả ngày, nhưng không thấy ô nhiễm trong tâm. Vì không thấy ô nhiễm trong tâm, người này dễ nổi giận dù là chuyện nhỏ nhặt, chuyện chẳng liên quan đến mình, cho nên chẳng có được lợi lạc. Không tinh tế, không hiểu biết đúng đắn, thiền sinh không có khả năng nhận ra ô nhiễm trong tâm, và do vậy bị ô nhiễm lôi kéo khiến cho người này nói hay làm điều sai quấy bất thiện. Khi giảng dạy từ nước ngoài về, thiền sư thường hỏi thiền sinh là thiền sinh có còn giận dỗi nhau không, có còn gây gổ nhau không, tham sân si trong tâm có còn mạnh không? Thiền sinh trả lời, con không có, nhưng nước mắt rơi. Nước mắt rơi là do buồn, do sân mà người này không biết. Ngài nói có một thiền sinh trước kia đến đây hành thiền, nói rằng thầy của cô khẳng định cô là Thánh A-na-hàm. Và cô xin được thiền trong phòng. Khi không được chấp nhận, thì cô muốn bỏ thiền viện đi Mandalay. Dù nói là đi Mandalay, nhưng cô không đi xa mà quanh quẩn trong vùng và có người báo cho thiền viện biết. Sư cho người đến tìm cô và cô khóc lóc. Thiền sư nói rằng nếu là A-na-hàm thì không còn sân hận nên không thể buồn bã khóc than. Một vị thánh A-na-hàm không sống đời tại gia mà thích ẩn cư. Thiền sư nói rằng tâm có ô nhiễm là chuyện bình thường, nhưng để tiến bộ, thiền sinh cần nhận ra ô nhiễm trong tâm, hiểu đâu là tham, đâu là sân, đâu là si, vân vân. Nếu không thấy, không biết tâm có ô nhiễm hay không có ô nhiễm, thì việc tu tập không tiến bộ. Khi thấy những ô nhiễm như tham, sân, si, tâm vọng động, vân vân, thiền sinh không cần phải lo lắng, than khóc, bực bội, mà hãy tiếp tục tu tập, quyết tâm tu tập để loại trừ ô nhiễm. Khi việc hành thiền tiến bộ, dù có cố nghĩ đến những chuyện liên quan đến tham, sân, si, tâm vẫn không hướng về đó. Nhưng trước khi đạt đến mức độ này, việc thiền tập của thiền sinh vẫn lên xuống, chưa ổn định. Hành thiền lần đầu tiên, sư thấy tâm mình đầy dẫy tham, sân, si. Sau một thời gian, sư nhận ra tham, sân, si giảm nhiều, nhưng vẫn còn bực bội tham thích. Và càng hành thiền, năng lực tham, sân, si càng giảm hơn. Chẳng hạn như thiền sinh thấy tham hay sân kéo dài 5 phút. Nhưng dần dà,
tham hoặc sân chỉ kéo dài 1 đến 2 phút. Mức độ sinh khởi của ô nhiễm cũng không thường xuyên như trước. Chẳng hạn như trước kia sân hận, ganh tị, hoài nghi, ích kỷ, tham thích, sinh khởi 3 lần mới mất, thì bây giờ chỉ sinh khởi 1 lần, thiền sinh ghi nhận đã mất. Và người này không thường sân giận bực bội như trước, không thường nói lời thô lỗ sân hận như trước, không đau khổ, buồn bực như trước. Được như vậy là thiền sinh có chánh kiến, như Ngài Xá Lợi Phất nói trong bài kinh này. Có chánh kiến, thiền sinh có thể buông bỏ nhiều thứ, nhưng chừng nào chưa nhổ gốc mọi ô nhiễm trong tâm, thì đau khổ vẫn còn, tới lui, trở lại, dai dẳng. Thiền sư nói rằng, khi thiền sinh tu tập tiến bộ, thì ít nói lời thô lỗ, ít làm điều sai trái, không thể viết những lời giận dữ, chỉ trích, vu khống ai. Do vậy, sư hoàn toàn đồng tình với những gì Đại Đức Xá Lợi Phất nói trong bài kinh này, đó là chúng ta cần biết đâu là tốt đẹp thiện lành và đâu là xấu xa bất thiện. Cần biết nguyên nhân của bất thiện là tham sân si và cần biết nguyên nhân của những thiện lành là không tham, không sân tức là tâm từ và không si tức là có chánh kiến. Và nhờ hành thiền mà tham sân si suy giảm, tham ái dính mắc nơi bản thân mình suy giảm, từ đó tham ái dính mắc nơi người cũng suy giảm. Vậy, để giảm tham ái dính mắc, chúng ta cần hành thiền, quan sát theo dõi đề mục cho cẩn thận. Nhờ hành thiền, hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi thân tâm này, tham ái nơi bản thân sẽ tự động giảm. Thiền sư nói rằng, tham ái, ham muốn là loại ô nhiễm chính. Khi quá tham ái vào bản thân, chúng ta dễ sân hận, bực bội với người và việc xung quanh. Sân hận, bực bội, thù ghét phát sinh vì tham. Vì vậy Đức Phật tuyên bố, tham ái là nguyên nhân của mọi đau khổ. Khi thấy và hiểu bản chất vô thường, vô ngã, khi tham ái nơi bản thân suy giảm, thì sân hận, ngã mạn, vọng động, lo lắng, ích kỷ, ganh tị, vân vân bị suy yếu. Nên chúng ta không còn làm điều sai trái, không còn nói lời dối trá, xấu xa, lời sân hận, thô tháo, lời chia rẽ, không có những suy nghĩ sai trái, bất thiện, thù hận thường xuyên trong tâm. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dạy, này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu bất thiện pháp cùng gốc bất thiện và thiện pháp cùng gốc thiện lành, vị ấy hoàn toàn loại trừ tham ái ngủ ngầm, hoàn toàn loại trừ sân hận ngủ ngầm, tận diệt tri kiến và ngã mạn cho rằng tôi là. Khi bướng gốc vô minh và tri kiến giải thoát phát sinh, vị ấy tận diệt mọi đau khổ ngay bây giờ và tại đây. Bằng cách này, vị thánh đệ tử là người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thiền sư giải thích, nếu vẫn còn dễ dàng sân hận, ngã mạn, vọng động, ích kỷ, ganh tị, nếu vẫn thường làm điều sai quấy, thường nói lời dối trá xấu xa, lời sân hận thô tháo, lời chia rẽ, nếu suy nghĩ sai trái thường sinh khởi trong tâm, thì chứng tỏ việc hành thiền của cá nhân này còn yếu, tham sân si trong tâm còn rất nặng nề. Người như thế không hiểu hoặc chưa hiểu rõ bản chất vô thường khổ vô ngã, chưa là người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Do vậy, thiền sinh này vẫn đau khổ triền miên và kinh nghiệm sự an lạc tĩnh lặng niết bàn là điều xa vời. Vậy, muốn có chánh kiến, thiền sinh cần chăm chút việc hành thiền của mình, theo dõi đề mục cẩn thận để thấy đề mục liên tục thay đổi vô thường. Thấy đề mục thay đổi vô thường nên chúng ta không còn tham thích. Do vậy, dễ dàng buông bỏ và nhờ vậy mà tham ái, dính mắc, chấp thủ, suy giảm. Khi tham ái suy yếu, những ô nhiễm khác cũng bị suy yếu. Nếu vẫn dễ giận dữ, khóc lóc hay chỉ trích, thì thiền sinh này vẫn còn tham sân si nặng nề và hiểu biết vô thường khổ vô ngã còn yếu. Khi thấy rõ thân tâm thay đổi liên tục, hiểu vô thường khổ vô ngã rõ ràng, thì chẳng ai có thể ngăn cản sự tiến bộ trong tu tập của người này, chẳng ai có thể làm cho người này giận dữ.
Thiền sinh này chẳng còn nói lời thô tháo, chẳng dễ dàng bực giận ai, trách móc ai. Khi hiểu rõ vô thường, khổ vô ngã, dù hành thiền chung với nhiều thiền sinh khác trong thiền đường, người này chẳng bị thiền sinh khác làm ảnh hưởng, lo lắng, bực bội. Sư nói rằng hôm qua có thiền sinh trình pháp, nói rằng khi hành thiền, cô trở nên bực bội vì thiền sinh bên cạnh bỏ thời thiền đứng dậy sớm và đi kinh hành làm ồn. Cô muốn mở mắt nhắc thiền sinh đó, nhưng cố gắng ghi nhận sự bực bội và tiếp tục hành thiền. Vậy, khi thiền sinh vẫn còn bị chi phối bởi những việc xung quanh, thì hãy nhìn nhận rằng việc hành thiền của mình còn yếu và nhắc nhở mình cố gắng tu tập nhiều hơn, chứ đừng trách ai, giận ai. Đây là sự hiểu biết và thực hành đúng đắn. Thiền sư nói, hôm nay có một thiền sinh Miến trình pháp. Người này nói rằng, hơn 20 năm qua, người này đã không liên lạc nói chuyện với chị ruột của mình. Sau khi xuất gia và thiền 5 tháng, vị này vào làng, và điều đầu tiên là đến thăm chị. Người chị khóc vì vui mừng, nói rằng, Phật Pháp đã đưa chúng ta lại gần nhau. Em đã không nói chuyện với chị rất lâu, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi. Giáo Pháp quả thật tuyệt vời. Thiền sư nói rằng, đây là loại hạnh phúc có được từ giáo Pháp. Khi hiểu giáo Pháp, chúng ta không còn kẻ thù. Mọi người đều là bè bạn, tâm từ rộng mở, tình thương chan hòa. Nếu vẫn còn nhiều kẻ thù, vẫn thấy có nhiều đối thủ, là việc tu tập của mình yếu kém quá, là vẫn chưa thấy Pháp, vẫn chưa loại trừ hay làm suy yếu ô nhiễm, vẫn chưa có chánh kiến và vẫn còn đau khổ. Kết thúc bài Pháp hôm nay, thiền sư muốn nhấn mạnh rằng, khi ai đó vẫn còn thù ghét, hằn học không ưa ai, vẫn có thái độ giận dữ, buông lời thô lỗ, chỉ trích v.v., thì người này tu tập chưa vững vàng, chưa hiểu Pháp và chưa có chánh kiến. Khi hiểu Pháp, thiền sinh có lời nói hành động tốt đẹp thiện lành, có nhiều tâm từ và lòng yêu thương hơn, nên cảm thấy hạnh phúc, an vui, chứ không còn bực bội, đau khổ. Người như vậy được gọi là người có chánh kiến như những gì Đại Đức Xá Lợi Phất đã dạy. Bài kinh Chánh Kiến còn dài, Ngài sẽ tiếp tục giảng trong pháp thoại lần sau. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.